Theo ghi nhận từ ứng dụng cảnh báo ngập nước và chiều cường UDI Map của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 15 giờ, cùng lúc tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Mưa rơi không liên tục, khoảng 30 phút thì tạnh, rồi 30 phút sau lại mưa tiếp, đến khoảng 17 giờ 30 phút thì mưa nặng hạt, trắng trời đến hơn 19 giờ mới bắt đầu ngớt. Cơn mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập úng như Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, Âu Cơ, An Dương Vương, Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, quốc lộ 50, đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh đến đường Bình Hưng, huyện Bình Chánh, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Tại quận Gò Vấp, nước ngập sâu qua bánh xe mô tô trên hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, khiến hàng loạt phương tiện chết máy la liệt trên đường. Nhiều người dân cố gắng dắt xe qua quãng nước ngập bị sóng nước đánh té ngã ra đường. Nước tràn vào các tuyến hẻm trên các đoạn đường khiến người dân sinh sống tại những khu vực này phải dựng tạm xe ngoài đầu hẻm rồi lội nước để vào nhà. Các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Tân cũng rơi vào cảnh tương tự. Trên đường An Dương Vương, ngập 30 đến 40 cm nước, xe cộ qua lại phải chạy vào sát lề đường, nhiều xe phải dừng lại chờ nước rút mất rồi mới di chuyển tiếp. Trên đường Hồ Học Lãm, nước ngập gần nửa bánh xe mô tô ngay điểm giao với quốc lộ 1, dòng xe từ các phía xung đột nhau khiến giao thông tắc nghẽn, hàng chục phương tiện chôn chân dưới trời mưa, bóp còi inh ỏi chờ qua quãng kẹt.